tốt các cổ phiếu sẽ tăng rất là mạnh trong ngày sắp tới khi thị trường tạo đáy mà nhà đầu tư phải canh mua và với những cái mã cổ phiếu như vậy có những cái đặc điểm gì mà anh chị nhà đầu tư có thể săn lùng và làm sao để có thể săn lùng được những cái mặt cổ phiếu đó thì trong cái video ngày hôm nay thì em nguyên đạt official thì sẽ chia sẻ với anh chị một số các góc nhìn với thị trường cũng như là một số các góc nhìn với các cái mặt cổ phiếu tiềm năng nhất để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn để có thể có được những cái mặt cổ phiếu tốt nhất mang lại những cái mức sinh lời tốt nhất vào sắp tới ha ok thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của nguyên đạt official à, thì em là nguyên đạt à, rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay Ngày hôm nay tiếp tục là một cái video trong cái series video lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 mà em dành tặng cho những chị nhà đầu tư. Và cái nội dung của video ngày hôm nay là tốt cổ phiếu căn mua à, khi thị trường tạo đáy thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị có thể bỏ ra vài giây ha những cái em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký anh chị like và đăng ký kênh nhiều thì em sẽ ra nhiều những cái video giá trị và dành tặng cho những anh chị nhà đầu tư à, còn nếu những chị muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý của em à, để sống sắp tới chúng ta đồng hành cùng nhau ở trong vip rồi cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi ủng một kênh ha rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái nội dung cái video của ngày hôm nay rồi đầu tiên về cái tinh thần chung là khi thị trường tạo đáy và đi lên thì gần như tất cả các ngành đều tăng điểm Tức là trong cái video ngày hôm nay thì em chia sẻ với anh chị là những cái mã cổ phiếu Và những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể canh được những cái mã cổ phiếu mạnh nhất à, Tuy nhiên em phải ra với anh chị một cái tinh thần Là khi thị trường tạo đáy và đi lên đó, thì gần như tất cả các cái ngành á, nó đều tăng điểm Em ví dụ như là trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị cái dấu hiệu để nhận biết những cái mã cổ phiếu mạnh, ví dụ như là những cái mã cổ phiếu A đi thì không phải thằng A nó tăng thì không phải là thằng bên đứng yên mà những cái mã cổ phiếu khác nó cũng tăng mà nó có thể tăng ít hơn những cái mã cổ phiếu A mình muốn mua và cái đặc điểm của những cái mặt cổ phiếu A à, chứ không phải là những cái mặt cổ phiếu mà trong cái video ngày hôm nay hay là cái đặc điểm của những cái mặt cổ phiếu đó không có trong video ngày hôm nay nó là không ta anh chị lên dung giúp em này là, là khi thị trường tạo đấy và đi lên ví dụ như là khi mà thị trường tạo đấy trong cái chu kỳ vừa rồi anh chị ha. Ví dụ anh chị nhìn từ chỗ này, ví dụ nhìn anh chị nhìn từ, từ từ chỗ này lên trong một cái đoạn ngắn này anh chị thì không có một cái ngành nào nó nó đứng yên anh chị. Ví dụ như là bất động sản cũng lên này. Đó, rồi thép cũng lên này, đúng vậy, ngân hàng cũng lên này, rồi khu công nghiệp cũng, cũng lên này, rồi đầu tư công cũng lên này, đúng vậy, rồi dầu khí hay là những cái mã cổ phiếu gì à, cảng biển nó cũng lên tức là gần như các cái mã cổ phiếu nó đều lên à, nhưng mà làm sao để có thể là khi mà thị trường tạo đáy mình có thể chọn được những cái mã cổ phiếu tốt nhất trong cái khoản đi lên đó thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị à, nhưng mà vẫn vẫn phải rào là một ý là khi thị trường tạo đáy bị đi lên á thì gần như các tất cả các ngành nó đều tăng điểm tức là khi mà anh chị mua được đúng cổ phiếu hoặc là anh chị khi mà anh chị mua các cái mã cổ phiếu quanh vùng đáy á thì anh chị đã có lãi rồi à, nhưng mà các cái đặc điểm này các cái đặc điểm trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị một chút để có thể là cái gia tăng cái sự lãi với những cái mặt cổ phiếu đó hơn và gia tăng cái sự chắc chắn với những cái mặt cổ phiếu đó hơn thôi à, còn đa phần các cái ngành và các cái mặt cổ phiếu đó đầu tăng à, tuy nhiên vẫn sẽ có một vài những cái mặt cổ phiếu đi lên mạnh nhất à, thì chúng ta phải làm sao để có thể săn lùng các cái mặt cổ phiếu có khả năng đi lên mạnh nhất đó thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ có một số các cái tiêu chí để chọn các cái mặt cổ phiếu mạnh về về chọn những cái mặt cổ phiếu tốt nhất à, bởi vì anh chị hình dung này là ví dụ như là anh chị tức là trong một cái một cái lớp ví dụ trong một cái lớp học đây anh chị hay là trong một cái một cái cuộc đua nào đó à, lúc nào cũng sẽ có cái người mạnh và người yếu à, thì không phải là tự nhiên người đã mạnh đúng vậy ví dụ như là không phải là một cái cầu thủ bóng đá mà người ta xuất chúng đúng vậy mà người ta phải có một cái đặc điểm một cái tiêu chí gì đó có thể là ví dụ như là dứt à, điểm này hoặc là ghi bàn này, hoặc là tốc độ này hoặc là qua người đúng vậy tức là phải có tiêu chí gì đó và cái cổ phiếu nó cũng như vậy nha thì đầu tiên một cái mã cổ phiếu mạnh thì anh chị lưu ý em nó phải nằm trong một cái tiêu một cái gì một cái ngành mạnh Đó. thì anh chị lưu ý em là khi mà chị nhìn những cái mã cổ phiếu anh chị phải nhìn cái ngành của cái nhóm mạnh đã trước bởi vì, hình dung không vậy bởi vì sao bởi vì sở dĩ phải nhìn ngành đó, là bởi vì một cái mã cổ phiếu mạnh đó, nó nằm trong ngành mạnh đó, nó sẽ càng điên khùng hơn em ví dụ nha anh chị nắm anh chị muốn mua một cái mã cổ phiếu a ví dụ anh chị thấy một cái mã cổ phiếu a nó mạnh thì anh chị nhìn xem thử là trong cái ngành mà cái mã cổ phiếu a đang ở liệu các cái mã cổ phiếu trong ngành đó nó có mạnh hay không anh chị hình dung không? thì khi mà thằng A nó mạnh mà các cái mà cổ phiếu trong cái nhân mình nó cũng mạnh thì thằng A nó sẽ càng mạnh hơn. nó giống như là có những cái đồng bọn nó giống như có những cái họ hàng và nó thúc đẩy cái cái mà cổ phiếu A, Ê, à, tức là cái mà cổ phiếu A đã lên. nên là khi mà anh chị nhìn một cái mà cổ phiếu thì đầu tiên anh chị phải nhìn ngành. đã bởi vì một cái ngành mạnh và một cái mà cổ phiếu mạnh trong ngành mạnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều một cái mà cổ phiếu mạnh trong nhóm ngành yếu. OK, đó. Nên là trong cái quá trình mà thị trường nó ở phe giảm và sau cái quá trình tạo đáy thì anh chị quan sát các cái nhóm ngành anh chị lúc này mình quan sát lúc thị trường nó giảm và lúc thị trường nó tạo đấy luôn thì anh chị quan sát các cái nhóm ngành thì anh chị xem thử là cái nhóm ngành nào nó giữ giá tốt hơn thị trường và các cái nhóm ngành còn lại à, tức là mình quan sát trong lúc mà thị trường nó giảm và trong lúc thị trường nó tạo đáy thì anh chị xem thử là nó giữ giá tốt hơn thị trường và các ngành còn lại thì có những cái nhóm ngành nào nó giữ được giá tốt em ví dụ như là thị trường nó giảm 10 phần hay là các cái nhóm ngành khác nó giảm 10 phần mà cái nhóm mình nó nó chỉ giảm tầm khoảng 7 phần thôi để nói một cái nhóm ngành nó không giảm nó cũng không đúng anh chị ha, mà cái nhóm mình nó có thể giảm ít hơn. Em ví dụ như là trong một cái nhịp giảm thì trung bình các cái mã cổ phiếu nó giảm từ 10 đến 15%. À mà các sẽ có một số các cái nhóm, ví dụ như là các cái mã cổ phiếu kia nó giảm 20%, mà có nhiều những cái mã cổ phiếu nó chỉ giảm tầm khoảng 7 đến 10% rồi thì nó vẫn là ok. Tức là nó thiện được cái sức mạnh và nó giữ giá tốt hơn thị trường và các cái nhóm mình còn lại. Ok, cái thứ hai là gì? Là nó tạo đấy trước. Hoặc là nó đồng pha so với thị trường chung và các cái nhóm mình còn lại. À, thì đây cũng là một cái tiêu chí, nó có thể tạo nên một cái nhóm mạnh mạnh. Và anh chị lưu là trong lúc mà thị trường nó giảm hoặc là trong lúc cái quá trình tạo đáy á thì anh chị theo dõi liên tục các cái nhóm mạnh giúp em. Đúng vậy chị? Mỗi ngày anh chị chỉ cần dành tầm khoảng là 15 đến 20 phút anh chị lướt qua một vài các cái nhóm mạnh thì anh chị xem thử là cái vận động của nhóm mạnh đó nó như thế nào. Nó giảm cũng được anh chị luôn là Nó mạnh không nhất thiết là nó không giảm nha chị, nó giảm cũng được nhưng mà nó giữ giá tốt hơn. Nó giảm ít hơn. Và khi cân bằng tạo đáy nó có thể là tạo đáy trước hoặc là tạo đáy đồng pha đừng có tạo đấy quá lâu, ví dụ thị trường nó tạo đấy cả tuần hai tuần, mà cái nhóm ngành nó nó mới tạo đấy thì không gọi là mạnh. Đó, nên là đầu tiên anh chị phải nhìn người nhóm ngành. Đó, bởi vì đa phần chị nhà đầu tư khi mà chị lên thị trường á thì đa phần chị nhìn cổ phiếu mà, nhưng mà chị phải nhìn ngành trước, rồi anh chị chọn những cái mặt cổ phiếu trong ngành đó sao. Đó, nên là cái tiêu chí đầu tiên là anh chị chọn tiêu chí về ngành. Đó, em ví dụ nha, em ví dụ như là khi mà em ví dụ em nhìn nh nhóm ngành ngân hàng đây, em ví dụ hiện tại, em ví dụ nhìn nhóm ngành ngân hàng, à, thì em sẽ đánh giá xem thử là à, cái đầu cái biên rơi của những cái mặt cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng với các cái nhóm ngành khác nó như thế nào. À, ví dụ như em so sánh cái biên rơi của những cái mặt cổ phiếu ACB à, so với cái biên rơi của những cái mặt cổ phiếu như LCG chẳng hạn à, thì em thấy là thằng ACB nó nó rơi ít hơn ví dụ như vậy tức là mình đánh giá như vậy tức là mình đánh giá bằng mắt thôi còn mình sẽ biết được cái mặt cổ phiếu nào mạnh và cái mặt cổ phiếu nào yếu cho đến khi thị trường nó tạo đáy tức là trong cái quá trình mà thị trường nó biến động và thị trường nó rơi rồi nó biến động nó cân bằng tạo đáy gì đó vậy thì anh chị theo dõi thôi mình cũng không có đưa ra, ra quyết định là cái mặt cổ phiếu nào mạnh và cái mặt cổ phiếu nào yếu bởi vì vẫn có những trường hợp anh chị những cái mặt cổ phiếu dịu giá nó sẽ giảm sau cùng nên trong cái quá trình mình theo dõi, anh chị theo dõi từ lúc mà nó giảm cho đến lúc thị trường tạo đáy, rồi cái việc ra quyết định của mình nó mới chính xác. À, thì anh chị cứ con đo đếm rồi so sánh các cái mặt cổ phiếu như vậy là ok. Đó, đó là nhìn qua về cái mặt các cái những mặt. À. Rồi, tiếp theo là về cái tiêu chí về điểm mua. Đó, đó, là này là ngành rồi và thứ hai là tiêu chí về điểm mua. Thì khi mà thị trường nó biến động và thị trường rơi xuống thì thường nó sẽ có hai phương chính tức là nó sẽ có hai phương các cái mã cổ phiếu chính mà các cái mã cổ phiếu mạnh nó thường sẽ có một là cái form rất là kinh điển đó là một cái mẫu hình gãy nền rũ hai là cái mẫu hình tết lại hai đấy hoặc là ba đấy ví dụ như là một số những cái mặt cổ phiếu nó có cái dạng gãy nền rũ cực kỳ kinh điển em ví dụ như một số những cái mặt cổ phiếu gì một số những cái mặt cổ phiếu như FRT đây anh chị anh chị nhìn khi mà thị trường nó biến động này đó anh chị nhìn khi mà thị trường nó biến động thao đấy này thì anh thấy là cái nhịp giảm cuối của những cái mặt cổ phiếu như FRT này anh xin lỗi chị, thị trường này, fpt nó giảm một cái giảm dạ, tạo một cái mô hình là gãy nên rũ này. Thấy không? Đi ngang này, gãy rũ này, bắt đầu đi lên. À, và có những cái nhịp đi lên cực kỳ mạnh. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như DGC giai đoạn tầm khoảng 2021. Nếu anh chị đồng hành cùng với giai đoạn tầm khoảng 2021 thì cái nhịp này mà đánh DGC này anh chị. Thì anh chị là sau một cái nhịp giảm của thị trường và sau một cái nhịp giảm của rất nhiều những cái mặt cổ phiếu thì anh chị luôn cái nhịp giảm này anh chị, rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó giảm từ 20 đến 25% nhưng mà anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu như DGC này anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu này rơi á so với cái vùng nền này nè thì bản chất là nó chỉ gãy nền rũ thôi chứ nó không có rơi quá xa anh chị hình dung cái điều này nha chứ nó không có rơi quá xa những cái vùng này như thế này và nó giảm rất là ít đó, tức là anh chị nhìn cái cái nó vẫn giảm như vậy nhưng mà nó giảm rất là ít và sau đó nó vẫn cân bằng đi lên và nó tạo một cái form gãy nền rũ anh chị đi ngang này hoặc là gãy rũ hoặc là nhớ năm đó có những cái mặt cổ phiếu như VIP cũng đánh một cái dạng về gãy nền rũ đi ngang này anh chị gãy rũ này anh à thấy thị trường nó quét một cái nhịp ở phía sau này và nó gãy rũ và nó quay về lại cái vùng nền của cái mặt cổ phiếu nó rất là nhanh và sau đó khi mà thị trường tạo đáy và cái mặt cổ phiếu nó đi lên luôn thì một cái phơm gãy nên rũ là một cái phơm cực kỳ kinh điển sau những cái quá trình tạo đáy về đi lên của thị trường thì sẽ có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu đánh về về dạng cái phơm gãy nên rũ hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu như HAH hoặc là HAH này anh chị HAH đây anh chị nhìn, nhìn này. đó tức là sao tức là trước đó cái mặt cổ phiếu nó có xây những cái vùng nền sau đó cái thì khi mà thị trường nó quét cái mặt cổ phiếu nó có một cái nhịp gãy nền rũ và sau đó cái mặt cổ phiếu cân bằng lấy là nền bệnh lên thì cái form này là cái môn một cái form chị sẽ gặp rất là nhiều sắp tới là một cái form gãy nền rũ cân bằng và đi lên anh chị ha đó nếu là sắp tới anh chị theo dõi những cái mặt cổ phiếu mà nó có một cái form gãy nền rũ giúp em bây giờ em ví dụ thôi nha em ví dụ như này đây, bây giờ em ví dụ như này đó để em lấy ví dụ thôi nha đó, em lấy một cái mặt cổ phiếu nó, nó gọi là nó nhỏ nhỏ xíu đi pc 6 đây à, ok À, bởi vì cái mặt cổ phiếu này nó nhỏ nhỏ để để anh chị khỏi chú ý bởi vì nhiều lúc em lấy những cái mặt cổ phiếu nó lớn quá anh chị thì nhiều lúc anh chị chú ý cái mặt cổ phiếu đó thì em lấy những cái mặt cổ phiếu không ai biết đây ok thì ví dụ như là thị trường nó như thế này à, cái này là em, em lấy trống thôi nha anh chị ha bởi vì nhiều lúc em lấy đại diện một cái mặt cổ phiếu nào á thì nhiều lúc anh chị chú ý rồi nhiều lúc anh chị mua bán nó nhiều nó cũng bị làm loạn xạ cái vấn đề về cung cầu nên em em lấy em lấy cái màn hình trống để em ví dụ cho anh chị này, cho nó dễ tức là như thế là trong cái nhiều vừa qua là khi mà thị trường nó đi lên này và biến động nó gãy xuống này và đến tứ tính tới thời điểm hiện tại là thị trường nó vẫn chưa có những cái dấu hiệu tạo đáy thành công nghĩa là thị trường nó vẫn đang trong những cái quá trình phục hồi là sắp tới nó sẽ có những cái vùng Tết lại đáy hai gì đó thì mình coi coi như là thị trường sắp tới nó tạo đáy và đi lên đây thì anh chị phải xem thử giúp em á, là trong cái nhịp biến động vừa rồi và khi mà thị trường nó giảm xuống này này có những cái mặt cổ phiếu nó sẽ đi ngang dòng phía trên rồi trong một nhịp biến động và trong cái nhịp rũ biến động thị trường nó gãy biến động sẽ với nó quét gì đó và thị trường bắt đầu tạo đáy đi lên đó. thì cái form của những cái mặt cổ phiếu nó sẽ có một cái phơn gì đi ngang gãy này rũ và sau đó nó sẽ đi quay về lại cái này thì đây là những cái mặt cổ phiếu rất mạnh anh ví dụ như này anh chị ví dụ như cái mặt cổ phiếu nó tạo biên này nó tạo biên à, rồi gì là cái nhịp rồi nó còn có biến động nó biến động nhá rồi khi mà thị trường nó gãy nó cũng gãy anh à, nha nó cũng gãy nhưng khi mà thị trường nó cân bằng bắt đầu lên thì cái mặt cổ phiếu nó biến động xong mà nó cân bằng và nó quay được về lại cái nền này thì đây sẽ là những cái mặt cổ phiếu cực kỳ mạnh này, em lấy một vài ví dụ chị nhìn này dgc này đây anh chị nhìn này anh chị nhìn khi mà thị trường nó biến động cái thị trường nó biến động nó rủ này và nó gãy này đó là anh chị thấy cái mặt cổ phiếu này là cũng gãy không nó cũng gãy nhưng mà là nó nó không phải là nó không giảm đâu anh chị nó cũng rơi nha nó rơi bốn phiên này nhưng mà anh chị thấy khi mà thị trường nó đi lên cái mặt cổ phiếu nó cân bằng lên liền không thấy không ạ à, hay là những cái mặt cổ phiếu gì FRT này à, HAH chứ nhầm HAH này Đã anh chị đó anh chị nhìn này nó đi ngang này khi mà thị trường nó biến động cái mặt cổ phiếu nó gãy một nhịp này anh thấy nó gãy nó gãy nó quét cái nhịp nè nó quét cái này sau đó khi thị trường cân bằng tạo đi lên cái mặt cổ phiếu nó cân bằng này quay về lên nè thì đây là những cái mặt cổ phiếu nó sẽ rất mạnh nghĩa là cái mặt cổ phiếu nó tạo một cái nền phía trước khi thị trường nó biến động nó gãy cái nền và nó quay được về lại cái nền rất là nhanh thì sắp tới đây là những cái mặt cổ phiếu anh chị có thể săn đó và đây thường là những cái mặt cổ phiếu tương đối mạnh đó là một cái dạng về gãy nền rụng anh chị ha? một cái dạng về gãy nền rụng đó thì đây là một cái form anh chị sẽ gặp rất là nhiều rồi sắp tới và em bật mấy tức là em sẽ không nói không nói rõ tên một vài những cái cổ phiếu nào nha nhưng mà em sẽ nói một số một số các ngành mà nó sẽ có những cái mặt cổ phiếu nó sẽ có phương đó dòng ngân hàng có dòng hóa chất có dòng khu công nghiệp có dòng thủy sản có dòng cảng biển cũng có đó thì đó là một vài cái một vài dòng mà có những cái mặt cổ phiếu nó sẽ có những cái phương gãy nền rũ và đây là một cái phương nó sẽ rất mạnh nó mạnh về cái mặt về lợi nhuận và nó có thể mạnh về cái mặt về cái dạng về, về 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 cái chiều hướng giảm á bởi vì anh chị hình dung này những cái phơm của những cái mặt cổ phiếu mà nó giữ được cái nền giá ở phía trên á thì nó sẽ là những cái mặt cổ phiếu giữ được giá tức là ví dụ như là sau khi mà thị trường nó có bùng nổ theo đà mà nó bị xịt hoặc là khi mà thị trường đi lên mà nó có những cái vùng biến động thì thường những cái mặt cổ phiếu nó có dạng phơm gãy nên rũ thì thường nó sẽ có giữ được giá ở những cái vùng phía trên thì đây là những cái mặt cổ phiếu về cái mặt về tiêu tức là nếu chúng ta xét về cái mặt lợi nhuận và xét về cái mặt về quản về cái mặt về thế đánh của các cái mặt cổ phiếu thì thường những cái mặt cổ phiếu gãy nên rũ là thường là những cái mặt cổ phiếu nó sẽ hồ tụ độ được hai yếu tố đó ok đó em thích em rất thích những cái mã cổ phiếu có dạng về gãy nền rũ bởi vì đây là những cái mã cổ phiếu nó giữ được giá ở những cái vùng phía trên ok đó thì đây là một cái dạng mô hình anh anh chỉ có thể lưu ý đầu tiên và hiện tại vẫn sẽ có rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó sẽ có form đó em nhìn qua nhìn lại trên thị trường mà những cái mã cổ phiếu dạng cơ bản nha những cái mã cổ phiếu mà dạng cơ bản mà nhiều chị biết thì em thấy là không quá 10 cổ phiếu đó không quá 10 cổ cổ phiếu có những cái mã cổ phiếu gãy nền rũ nhưng mà anh chỉ có thể chú lưu ý một vài những cái mã cổ phiếu nằm, nằm trong nhóm ngành ngân hàng có này à, cảng biển có có chất có thủy sản có à, hoặc là công nghệ cũng có đó thì đó là một vài những cái một cái nhóm ngành thì anh chị có thể lướt qua thì anh chị sẽ biết những cái mặt cổ phiếu nào thì em thì em sẽ không có nêu tên được em sẽ không có nêu tên thẳng những cái mặt cổ phiếu đó. đó nhưng mà đó là những cái mặt cổ phiếu anh chị cũng có thể chú ý rồi tiếp theo là về cái dạng thứ hai là dựng những cái dạng về test hai hoặc ba đấy đầu tiên á, thì em sẽ nói với anh chị là test hai hoặc ba đấy nghĩa là như thế này test hai hoặc ba đấy nghĩa là trong cái quá trình mà thị trường nó giảm ví dụ trong quá trình mà thị trường nó biến động ví dụ anh ví dụ thị trường nó giảm này đây À, nó biến nó động nó giảm nó biến nó động nó cân bằng nó tạo đáy ví dụ đi lên vậy à, thì trong cái quá trình mà thị trường nó biến động tạo đáy lên á thì các cái mặt cổ phiếu nó sẽ rơi xuống như không rồi nó hồi lên nó test lại nó hồi lên nó test lại hai ba lần vậy á. tức là cái dạng về test đáy thì đây cũng là những cái cũng cái dạng là đây cũng là những cái dạng mà anh chị sẽ gặp rất là nhiều trong sau sắp tới tức là những cái mặt cổ phiếu rơi xuống và test lại đáy hoặc 2 đến ba lần và thường thì em thích những cái mặt cổ phiếu test ba lần nó sẽ đẹp nó sẽ đẹp nhất với những cái mặt cổ phiếu mà rơi một cái đùng ở trên xuống tức là nó rơi những cái mặt cổ phiếu cái biên rơi nó lớn ấy chị tức là nó biên nó cái biên rơi mà cái mặt cổ phiếu nó rơi từ trên mà tầm khoảng 15 đến 20 trăm thì em thích những cái mặt cổ phiếu tết ba lần thường ba lần thì cái cái cái, cái thường ba lần thì cái mặt cổ phiếu đi lên nó sẽ vững vàng hơn một chút so với hai lần À, em em tức là hai lần thì nhiều những cái mặt cổ phiếu nó vẫn lên nha nhưng mà em nghĩ là nếu mà về mặt chắc chắn thì những cái mặt cổ phiếu tết ba lần á, thì thường đi lên nó sẽ khó thủng còn có những cái trường hợp cái mặt cổ phiếu nó tết hai lần đi lên nó vẫn có thể tết là lần ba còn thường những cái mặt cổ phiếu nó đã tết lại ba lần như vậy mà thị trường nó ổn á, thì thường cái mặt cổ phiếu nó sẽ lên luôn chứ nó không cần tết nữa đó. nên là nếu chị nào chắc chắn thì có thể theo dõi những cái dạng nó tết lại ba lần ok nha đó. đó. thì đó là những cái dạng cổ phiếu về uh, gãy nên rủ về tết là hai ba đấy và ví dụ những cái dạng về gãy nên rủ này ví dụ đi ngang này. rủ này anh chị nhìn thật kỹ nha anh chị chụp cái cái này lại nha à, anh chị chụp cái này lại à chụp cái này lại nha à? sắp tới so nhìn nghĩa là khi mà thị trường nó rơi xuống này là cái mặt cổ phiếu nó cũng rơi nhưng mà là cái mặt cổ phiếu nó không rơi đâu anh chị thì trường giảm là, là giảm hết đã à, nó vẫn giảm bốn cây nhưng mà khi mà thị trường nó biến động nó có một cây bùng nổ thô đà này là cái mặt cổ phiếu nó cân bằng nó lên ngay à, nó cân bằng lên ngay nó rủ xong nó quay về lại lên, lên ngay thì đó là những cái mặt cổ phiếu rất là tốt hoặc là chỉ chị nhìn cái mặt cổ phiếu khi thị trường nó biến động này thì cái mặt cổ phiếu nó vẫn rơi như vậy đó nó vẫn rơi nha nó vẫn rơi trong không phải không rơi nhưng mà chị chỉ thấy khi thị trường nó chẳng làm một phát nó có buồn nó ra là cái mặt cổ phiếu nó biến động lên ngay mà đó biến động này gãy này cân bằng lên lại ngay đó thì đó là cái dạng gãy nên rũ và cái dạng gãy nên rũ là một cái dạng rất là thích nếu mà xét theo về cái mặt về về mẫu hình đó thì dạng gãy rủ là một cái dạng nó nó dễ đánh nó nó tương đối là dễ đánh và thường nó sẽ nó sẽ dễ mua hơn về cái dạng về rơi sâu về test đáy ok đó, đó là dạng gãy nên đủ ha rồi tiếp theo là test lại hai ba đáy này ví dụ test là hai ba đáy này anh chị nhìn này à, ví dụ thị trường nó rơi xuống thì anh chị lúc này thị trường nó rơi cái mặt cổ phiếu nó cũng rơi nha chị chứ không phải là thị trường nó rơi là cái mặt cổ phiếu nó đi ngang đâu tức là những cái dạng về test đáy thường là các cái mặt cổ phiếu nó cũng sẽ rơi từ 15 đến 20 từ đỉnh tức là tính từ cái nhịp mà nó rơi thường nó sẽ rơi nhưng mà khi mà thị trường nó rơi xuống này nó test này nó test này nó test này và sau đó đi lên là anh chị thấy cái mặt cổ phiếu nó test ba lần không thì thường em thích những cái mặt cổ phiếu test lại ba lần những cái mặt cổ phiếu Tết ba lần thì em thấy không? em không nói là những cái mặt cổ phiếu Tết hai lần nó không lên nha nhưng mà em nghĩ là thường những cái mặt cổ phiếu nó đã test lại ba lần thì thường rất khó thủng nhưng những cái mặt cổ phiếu Tết hai lần nó vẫn có thể thủng như thường hoặc là sẽ Tết lại lần số 3 nên em nghĩ là nếu mà nếu mà em nghĩ là chỉ có thể chờ thì chỉ có thể chờ những cái mặt cổ phiếu nó Tết lại lần 3 cũng rất ok à, ví dụ như là rơi này à, Tết này Tết này à, Tết này nhau Đó. và anh chị lưu là với những cái dạng về Tết đấy hoặc là Tết hai ba đấy thì với những cái dạng test đấy thì chị ưu tiên những cái mặt cổ phiếu nằm trong hoặc là không không rơi quá xa một nền tảng giá và biên rơi không quá lớn trong đại giảm thì đà tăng giá ở sau nó sẽ tốt hơn cái câu này nó có nghĩa là như thế nào anh chị anh chị đọc lại cái lưu ý này anh anh chị anh chị đọc lại cái lưu ý này với những cái mã cổ phiếu dạng tết đấy thì anh chị nên ưu tiên những cái mã cổ phiếu nó nằm trong hoặc là nó không rơi quá xa một nền tảng giá ví dụ như là cái một cái mã cổ phiếu nó như thế này à, ví dụ cái mã cổ phiếu nó rơi một cái đồng nó lên xuống nó vẫn quan ở này hoặc là nếu mà nó rơi thì nó không được rơi quá xa cái nền này em ví dụ như cái nền này, cái mặt cổ phiếu nó trên này mà cái mặt cổ phiếu nó rơi tút xuống này á như này á, mà nó cân bằng lại tới là ở đấy á, thì thường nó sẽ không phải là sự lựa chọn ưu tiên mà nó rơi sau với cái nền này nó rơi vừa phải thôi nó không được rơi quá xa này đúng vậy và biên rơi nó không quá lớn trong đời giảm thì cái đà tăng giá nó sẽ tốt hơn bây giờ em lấy một ví dụ nha em bây giờ em lấy một ví dụ này đây em ví dụ như ở thời điểm hiện tại nha em ví dụ thôi ví dụ như ở thời điểm hiện tại ví dụ ở thời điểm hiện tại ví dụ như là nếu mà so so giữa những cái mặt cổ phiếu ví dụ những cái mặt cổ phiếu như KSB đây là anh chị thấy cái nhìn cái nền của nó là trên này và anh chị thấy là rơi xa quá xa cái nền này không đó so với một cái cổ phiếu em ví dụ như là một cái mặt cổ phiếu nhóm gì đây ta nhóm gì mà rơi ít nha ví dụ như là một cái mặt cổ phiếu như thằng Nam Kim là anh chị nhìn cái nền này này đó là anh chị nhìn cái nền tảng của nó là cái nền này không thì nó chưa rơi quá xa cái nền này thì em ví dụ nha nếu mà Nam Kim cân bằng quanh vùng này và đi lên và thằng KSB đó mà nó cân bằng quanh vùng này và đi lên á thì ưu tiên hơn thằng Nam Kim hơn bởi vì sao bởi vì cái nền của thằng KSB nó quá xa cái nền trên này nó quá xa anh chị hình dung thì cái lượng kẹp hàng bên trên này nó lớn mà lượng kẹp hàng đi lên thì thường cái mặt cổ phiếu nó sẽ lên nó rủ nó lên nó rủ nghĩa là cho dù cái mặt cổ phiếu nó test lại nó vẫn lên nha anh chị nó vẫn lên nhưng mà thường những cái mặt cổ phiếu mà nó không rơi quá xa nền á thì thường cái đà đi lên của nó nó sẽ dễ hơn À, nên nên là chị nên ưu tiên những cái mã cổ phiếu mà nó đừng có rơi quá xa cái nền của nó em ví dụ như một trường hợp như này nha em ví dụ cái mã cổ phiếu nó có cái nền này đó thì khi mà thị trường rơi và cái mã cổ phiếu nó rơi á, thì thường những cái mã cổ phiếu nó sẽ rơi về bên dưới hoặc là quanh bên dưới đúng vậy hoặc là trường hợp số 2 là gì đây để em ví dụ cho chị những cái trường hợp này nha ví dụ như này à ví dụ một cái mã cổ phiếu nó rơi như này à trường hợp đầu tiên á là đây à là về là quanh biên dưới cầm trường hợp thứ hai á là về lại quan bên dưới tức là nó rơi cũng rơi khỏi nền như thế này vòng số 3 là rơi xuống lặng thế này đó, rồi cân bằng đó nghĩa là so với nền này thì chỉ là những cái mà cổ phiếu mà nó rơi mà cái khoảng cách so với cái nền đó, nó không lớn á, thì cái sự ưu tiên và tức là cái sự tức là cái sự ưu tiên của nó nó sẽ nhiều hơn em đang nói đây về cái mặt sức mạnh hình dung không anh hình dung cái này ha. tức là ví dụ như em đặt cái trường hợp này là a này a này trường hợp này là b này và trường hợp này là c này thì chỉ nên ưu tiên thằng a trước thằng B sau và thằng C sau nếu mà xét thiết góc độ về cái mặt sức mạnh và cái mặt mẫu hình nha vậy đó ok đó thì anh chị có thể lưu cái điểm đó nghĩa là cái dàn về test đấy à, ví dụ là cái mặt cổ phiếu nó rơi một cái đồng ở trên xuống thường nó sẽ rơi tầm khoảng 10 đến 20 thì cổ phiếu thì những cái mặt cổ phiếu nó rơi từ trên xuống thì thường nó sẽ test là tầm khoảng ba lần đó còn cái sự ưu tiên á thì anh chị nên ưu tiên các cái mặt cổ phiếu nằm trong tức là nằm trong tức là nó vây qua về gần biên dưới hoặc là rơi nó vẫn rơi thủng nền nhưng mà nó không rơi quá xa này đó hơn là những cái mặt cổ phiếu mà nó rơi nó giảm quá xa thì thường những cái mặt cổ phiếu ở này như thế này thì thường nó sẽ nó sẽ nó sẽ tăng lại được tốt hơn em ví dụ nha em ví dụ nha giữa thằng đất xanh đây ví dụ giữa đất xanh anh nhìn như này giữa đất xanh là nó có cái nền này đúng vậy hiện tại nó đang ở chỗ này sau với nền sau với thằng DG nó có cái nền này đây ví dụ nó có cái nền này và ví dụ như sắp tới mà cái mặt cổ phiếu nó tạo đáy được anh nó tạo đáy được này thì mình sẽ ưu tiên thằng DG thằng DG hơn thằng đất xanh anh chị hiểu cái tư này anh chị hiểu cái tư duy này không bởi vì, bởi vì ví dụ như là nếu mà thằng DG nó, nó giống như đất xanh á là cái mặt cổ phiếu nó đã rơi nó đang quanh ở chỗ này nè tức là cái vị trí của thằng DG nó sẽ tốt hơn đất xanh thì đó là cái sự ưu tiên nếu anh chị nào có có tức là nếu anh chị nào mà có có phân vân và có ưu tiên cái mặt cổ phiếu nào hơn cái cổ phiếu nào trong một nhóm ngành hoặc là về cái vận động của nó thì anh chị nên chọn những cái mặt cổ phiếu dạng test đấy mà cái vị trí của nó nó tốt hơn so với cái cái vừa nói đó thì đó sẽ dạng test là hai ba đấy và đánh anh chị gần như nha gần như 90 phần 80 đến 90 các cái mã cổ phiếu trên thị trường sắp tới nó sẽ test từ 2 đến 3 đáy anh chị biết vì sao không anh chị biết vì sao không? bởi vì á khi thị trường tạo đáy thì thường nó sẽ test 2 đến 3 lần mà khi thị trường test 2 3 lần thì thường gần như tất cả các mà nó nó cũng sẽ test từ 2 đến 3 lần một là test hai đáy hai là test ba đáy ba có thể là test vai đầu vai ngược đó, lúc nào cũng sẽ test là hai ba lần như vậy thì sao thì trung bình gần tầm khoảng 80 đến 90 các cái mặt cổ phiếu trên thị trường á, nó sẽ đều test hai ba lần thì đa phần các cái mặt cổ phiếu nó sẽ tết lại hai ba lần. thì khi mà nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tết lại hai ba lần như vậy đó, thì cái lưu ý này nó sẽ là cái sự ưu tiên để anh chị có thể phân loại, phân loại gì? phân loại các cái mặt cổ phiếu nào hơn cái mặt cổ phiếu nào trong một nhóm ngành. ok, rồi cái thứ ba là gì? là đặc tính. tức là một cái tiêu chí mà anh chị nên nên lồng ghép trong cái quá trình mà anh chị chọn cổ phiếu ấy, nó là đặc tính và tính cách. đặc tính và tính cách nó có nghĩa là gì? đặc tính và tính cách nó có nghĩa là mỗi cái cổ phiếu nó thường nó sẽ có những cái tính cách rất là khác nhau. nó chậm nó tức là nó nhẹ nhàng nó từ tốn nó chậm chạp hoặc là nó bay bổng nó nhảy rồi nó phiêu linh rồi nó khùng nó điên vậy đó. nhiều anh chị nói rằng là, là nó có một tính chất nó bị tức là nhiều chị nó gọi là nó có tính đầu cơ ca đầu cơ ở đây không phải là cái mặt cổ phiếu nó penny hay là cái mặt cổ phiếu nó quá nhỏ nhưng đầu cơ ở đây tức là cái mặt cổ phiếu nó nhảy như vậy à, nó biến động nhanh ví dụ nó tăng cũng nhanh mà nó giảm cũng nhanh nó bay bổng nó biến động à, thì cái này gọi là đặc tính thì thường cái đặc tính nó sẽ nằm ở đầu lái của cái cổ phiếu anh chị ha không phải cái mã cổ phiếu nào doanh nghiệp tốt cái mã cổ phiếu nào nó cũng tốt như vậy ví dụ như anh chị nhìn nam long với lại khang điền nó là hai doanh nghiệp đầu ngành và hai doanh nghiệp rất là tốt trong những ngành bóng sản nhưng mà theo thống kê nha anh chị trong tất cả các cái sóng dòng bóng sản em nói là sóng dòng nha sóng dòng không nói là sóng riêng lẻ nha tức là sóng dòng nó là sóng chính đó. thì nam long với lại khang điền là những cái mã cổ phiếu nó có cái tỷ suất sinh lợi không cao bằng những cái mã cổ phiếu còn lại nó là mà đặc tính đó nên là cái đặc tính là một cái 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 mà anh chị cũng có thể cân nhắc và đây thường thì em thấy là cũng rất là quan trọng đó, và anh chị có thể chọn các cái mã cổ phiếu nó có đặc, đặc tính là bay bổng hoặc nhạy để cái mức độ sinh lời nó sẽ tốt hơn em ví dụ trong một cái khoảng thời gian 2 tuần một cái mã cổ phiếu nó nhẹ nhàng nó chạm chạm nó có thể tăng từ 5 đến 10 phần trăm nhưng mà những cái mã cổ phiếu nó có nhạy nó đặc tính mà nó 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 nhảy sóng thì thường nó có thể tăng từ 10 đến 20 phần trăm tức là trong một cái khoảng thời gian thì cái đà tăng giá của những cái mã cổ phiếu nó có đặc tính nhanh đặc tính nhảy thì những cái mã cổ phiếu nó sẽ biến động và nó sẽ tăng tốt hơn và nó cũng sẽ có hai đầu nó tăng tốt hơn nhưng mà khi mà nó biến động mà nó giảm nó sẽ giảm nhanh hơn À, chị ha đó thì cái này nó phụ thuộc vào cái khẩu vị của anh chị đó, à, nhưng mà em thì em vẫn thích những cái mặt cổ phiếu đặc tính nó nhẹ nhàng chút đánh lại cho nó suốt <laughs> ok và làm sao để anh chị biết ta được cái tính cách và cái đặc tính của các cái mặt cổ phiếu thì anh chị có thể xem lại những cái nhịp đi lên á anh chị cái này thì anh chị nào mới thì anh chị mới còn xem lại thôi còn nghĩ là anh chị nào đã có thâm niên trên thị trường mà tầm khoảng từ 3 đến 5 năm đó. thì ví dụ mỗi nhóm ngành thì anh chị sẽ biết những cái mặt cổ phiếu là những cái mặt cổ phiếu nó ổn nó có đặc tính từ trung bình đến cao à, đặc tính nó nhạy từ trung bình đến cao thì anh chị sẽ biết tức là ví dụ như là nói đến những mặt đó là anh chị sẽ biết được những cái mặt cổ phiếu là đường là những cái mặt cổ phiếu nó có nhảy sóng ok đó thì đó là những cái tiêu chí mà anh chị có thể cân nhắc à, trong cái video ngày hôm nay nó sẽ có ba tiêu chí à, tiêu chí đầu tiên là tiêu chí về cái mặt về ngành đó tức là anh chị phải nhìn ngành khi anh chị nhìn ngành á thì anh chị chọn cổ phiếu chọn cổ phiếu thì anh chị sẽ lọc ra những cái điểm mua ví dụ những cái mặt cổ phiếu nó có dạng về gãy nên rủ hoặc là những cái mặt cổ phiếu nó dạng hai đấy hai đến ba đấy em thì em vẫn ưu tiên những cái mặt cổ phiếu về gãy nên rủ hơn À, em vẫn thích những cái mặt cổ phiếu gần nên rủ à, hoặc là anh chị nếu chọn những cái mặt cổ phiếu từ hai đến ba đấy á, thì anh chị có thể là lòng thêm cái lưu ý này của em tức là ví dụ như anh chị lưu ý là sắp tới sẽ có gần như là trên thị trường gần như các cái mặt cổ phiếu nó sẽ tới từ hai đến ba đấy thì anh chị có thể lòng lòng thêm yếu tố về vị trí làm thêm yếu tố về biên rơi và cái vị trí của nó so với những cái nền tảng của nó so với những cái nền giá của nó để anh chị có thể ưu tiên những cái mặt cổ phiếu nào hơn những cái mặt cổ phiếu nào đó. đó. sau khi anh chị lọc ngành lọc cổ phiếu lọc mẫu hình lọc điểm mua thì anh chị có thể lọc thêm một yếu tố về đặc tính về cái về cái sự nhảy sống rồi về tính cách nó nhanh nó nhảy, rồi nó chậm chạp gì đó để anh chị chọn được những cái mặt cổ phiếu tốt nhất cho mình à, còn nếu chị mà không biết đó là những cái mặt cổ phiếu nào hoặc là sắp tới anh chị không được ra được quyết định á thì anh chị có thể tham gia room khách hàng của em để sắp tới hướng dẫn của anh chị kỹ hơn ok thì đó là cái phần kết của cái video của em ngày hôm nay à, thì cũng là cái video trong lễ để em tặng cho những anh chị nhà tư nếu anh chị xem video thấy hay thì về giá trị thì nhớ tặng cho em một nút like anh chị ha cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, để ủng hộ kênh ra nhiều những cái video kế tiếp à, anh chị like đăng ký kênh gì ha là like, đăng ký kênh à, còn nếu chị muốn đồng hành cùng em ở trong một khách hàng thì có thể liên hệ hai bạn trợ lý của em à, để sắp tới thì em sẽ hướng dẫn với anh chị kỹ hơn à, lọc các cái mặt cổ phiếu tốt nhất cho anh chị cũng như là hướng dẫn với anh chị là những cái điểm mua từ chân sóng à, và mình sẽ đánh các cái mặt cổ phiếu như thế nào xử lý các cái mặt cổ phiếu nào cho một cái tốt nhất à, thì chỉ có thể tham gia nó khách hàng đã anh chị tham gia sớm thì sắp tới chúng ta sẽ có được những cái mặt cổ phiếu tốt nhất về cái mặt về điểm mua về trung hạn thì anh sau này anh chị sẽ có vị thế tốt hơn đó, anh chị ha đó nên là anh chị có thể tham gia một khách hàng để tham để có thể đồng hành cùng em rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay à, anh chị like và đăng ký kênh trước khi anh chị rời đi chị ha à, và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video của em kế tiếp xin chào mọi người ha à, chúc anh chị à, có những cái ngày nghỉ lễ à, vui vẻ hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo và dạ, chào cả nhà.